Ngày 19 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm. Tại đây, Công an Lai Châu đã thông tin về vụ bắt hai anh em mua bán trái phép chất ma túy, thu 9 bánh heroin. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, tại km 7 200 thuộc địa phận bản Nậm Cấy, xã Quang Thèn, huyện Phong Thủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang Dạng A Bình, sinh năm 2002, trú tại Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin, một xe máy, một điện thoại di động. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Minh, sinh năm 2004, cư trú cùng bản giới Bình, hai đối tượng là anh em ruột. Tại cơ quan điều tra, Bình khai qua mạng xã hội Facebook quen một đối tượng người Lào. Ngày 15 tháng 8, đối tượng này gọi cho Bình, bảo là có 9 bánh heroin về đến biên giới Giáp Mường Mương, huyện Mường Trà, Điện Biên, nói Bình lên nhận rồi mang sang Lai Châu để bán. Đối tượng này sẽ trả công cho Bình 100 triệu đồng, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.